Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. MC Academy, học viện đào tạo người dẫn chương trình đầu tiên tại Việt Nam, đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập. Sự kiện diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 200 học viên và giới chuyên môn. Sau một năm ra đời, với mô hình quản lý giáo dục hiện đại và sự đầu tư bài bản, MC Academy đã khẳng định chất lượng đào tạo với rất nhiều người dẫn chương trình trẻ lần lượt xuất hiện trên các kênh truyền hình và sân khấu sự kiện, cũng như đạt được thành tích cao tại các cuộc thi chuyên môn như Én Vàng, Micro Vàng, Én Sinh Viên. MCA hiện đã mở rộng quy mô đào tạo lên đến 40 lớp với 300 học viên. Buổi lễ kỷ niệm cũng là kỳ thi tốt nghiệp của 18 học viên xuất sắc sau một quá trình học tập tại MC Academy. Kết quả chiếc cúp MCA Sincere Star, ngôi sao chân thành, thuộc về tân quán quân Nguyễn Diễm My.